Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn setup environment ở trên Windows để develop Node.js. Ok, hiện mình sẽ vào cái trang chủ của Visual Studio Code để mình tải cái Visual Studio Code trước. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài những cái phần mềm cần thiết để sử dụng trên Windows nha. Để mà develop Node.js ở trên Windows thì mình có thể cài Node.js trên Windows, nhưng mà mình cũng nghĩ rằng nó sẽ gặp rất nhiều cái issue khác nhau. Chính vì vậy mình sẽ khuyên các bạn nên cài Windows Supplier System, tức là mình sẽ cài Ubuntu ở trên Windows á. Thì đối với Visual Studio Code thì mình sẽ cài trên Windows, tuy nhiên rằng mình sẽ mở code ở trên cái môi trường mà Linux luôn nha, trên môi trường Ubuntu á. Mình hướng dẫn các bạn là link giữa thằng Visual Studio Code ở trên Windows tới môi trường ở trên Linux. Thì mình có thể add cái Open with Code, tức là mình sẽ set cái command line ấy, thì lát nữa mình sẽ demo cho các bạn xem cái chỗ mà Open with Code hoạt động làm sao nha. Để trước lên mình sẽ cài đặt bình thường đó. Mình chờ cho cái môi trường cài đặt xong ha. Đây cái này mình cài đặt ở trên Azure. Mình tạo một cái Windows 10 trên Azure. Mình kiểm tra lại cấu hình một xíu. Nó có ổ C và ổ D luôn. Thì cái dung lượng khá là cao, tới 126GB. Khá là tốt. Ok, chỉ có một cái user mình tạo ra lực thôi nha. Mình quay lại xem đã install xong chưa. Thì install xong mình nhấn finish thì mình sẽ ra thôi. Cái máy này hoàn toàn mới nha mọi người. Mình đang xài Windows 10 version 1909, bản build 1909. Ok, thì đây chính là bản Visual Studio Code. Hiện tại là chưa có cái extension hay plugin gì cả. Thì lát đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cài cái extension vô. Còn giờ mình sẽ qua việc cài đặt là Hyper Terminal. Thì mọi người có thể dùng cái command line mặc định của Windows hoặc dùng bash của Ubuntu mình đã cài ấy. Nhưng mà mình không có thích cái môi trường này lắm, nên mình sẽ sử dụng Hyper Terminal. Thì Hyper Terminal nhìn rất là đẹp. Nếu bạn nào đã sử dụng iTerm ở trên macOS rồi thì cái này có thể compare với lại iTerm của macOS. Thì mình có thể thấy rằng ấy, Hyper có thể dùng ở trên nhiều cái môi trường khác nhau, cross platform, bởi vì nó xây dựng ở trên Electron mà, macOS, Windows, Debian, Fedora. Thì có thể mọi người có thể dùng trên CentOS Desktop hoặc là Ubuntu Desktop luôn. Ok. Thì sau khi mà cài xong thì mình có thể nhìn thấy được cái Hyper Terminal đã hiện ra. Tuy nhiên rằng hiện tại đang sử dụng môi trường là Windows và nó mở sẵn là cmd.exe cả. Mình quay lại một xíu là mình sẽ cài cái setup, bật một vài cái feature trên Windows để mình có thể cài đặt Windows Subsystem for Linux. Ok ha. Đây mình sẽ chọn Hyper-V và Windows Subsystem for Linux. Click OK ha mọi người. Cái quá trình cài đặt cũng khá là nhanh thôi. Đối với máy như mình đang chọn thì nó yếu, thì cài có thể lâu hơn một xíu. Nên đối với những bạn mà máy nhanh ấy, máy mạnh hơn ấy, thì cài rất là nhanh thôi. Sau khi mà mình cài đặt xong được cái, mình apply cái feature ở trên này rồi, thì mình có thể lên Store, mình đăng nhập vô. Rồi mình tải cái hàng Ubuntu ở trên Store nhé. Mình có thể đăng nhập tài khoản này. Ví dụ đây là tài khoản Microsoft của mình. Enter cái password vô ha. Các bạn search Ubuntu nha. Ubuntu thì có rất là nhiều version. Version mình nhớ là có 3 version. 18.04, 16.04, 14.04. Thì mình recommend là sử dụng latest version nha. Ok, 18.04 LTS. LTS là Long Term Support, tức là được fully support từ bên Ubuntu ha. Các bạn chờ một chút, mình sẽ nhấn install. Ok, mình install bản latest version nhé. Thực ra latest version đây chính là 18.04 này. Rồi, mình download. Thì là tốc độ download rất là nhanh. Cái mạng của Microsoft rất là nhanh. Mình nhớ là khoảng 2000 mấy megabit trên giây. Các bạn chờ một chút xíu là xong thôi ha. Sau khi mà xong Ubuntu rồi, mình sẽ restart lại cái máy để apply cái change của Windows nha. Tại vì mình apply một vài feature. Ok, mình đã restart xong rồi á. Thì khi mà restart xong, mình có thể nhìn thấy là mình đã cài Hyper rồi này.
mình cài Visual Studio Code này, hay Hyper để mình gõ những cái lệnh terminal ở trên Linux nha. Thật ra Windows cũng được nhưng mình sẽ setup để cho nó link với lại Ubuntu environment ha. Rồi ok, bây giờ mình có thể mở cái Ubuntu, mình sẽ install nha. Install này là take time một xíu. Thì nếu mà các bạn cái máy nhanh nha thì các bạn có thể cài rất là nhanh thôi, còn hình như máy của mình chỉ có một core, hai core, mà đây là máy môi trường ảo nữa. Mình đang chạy ở trên Microsoft Azure mà. À, take time một xíu, nếu mà các bạn chờ lâu thì các bạn có thể tua ở trên YouTube ha. Hoặc tua cái video đi để cho nhanh hơn một xíu. Mình cũng không nhớ là take bao nhiêu time nữa. Mình nhớ là hồi xưa mình có cài một cái máy khá là mạnh trên Core i5 đời 8, rồi RAM 32GB, ổ SSD, thì nó chạy trong tích tắc là xong rồi. Cũng cỡ khoảng chưa đến 1 phút hay sao. Còn đối với cái này thì nó take time khá là lâu. Đây đang prepare setup cái environment ha. Rồi. Thì cái quá trình mà develop thì nó cũng nhanh thôi chứ không có quá trình setup thì cũng nhanh thôi, không có lâu nữa, khoảng mấy chục phút. Rồi. Trong cái quá trình chờ đợi thì mình quay lại mình cài các cái extension ở trên Visual Studio Code nha. Tại vì cái khoảng thời gian cài đặt cũng mất khá nhiều thời gian, mình không sure nữa. Thì đây là cái trang document mình build cho cái dự án của mình. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người setup cái environment, các cái extension here ở đây nha. Ở đây mình đã có mention những cái extension đây rồi. Nếu mà các bạn sử dụng môi trường Ubuntu, CentOS hoặc là macOS thì các bạn chỉ cần chạy cái VS Code xong rồi mình chạy những cái command line này ở trên terminal là xong. Còn đối với các bạn Windows thì mình không có sure là nó chạy good, tại vì mình chưa có test kỹ ở trên môi trường Windows ha. Thì mình vào mình search bằng tay vậy, chịu khó vậy. Nếu mình install kia thì nhanh hơn. Nên mình sẽ search từng cái một ở trên VS Code plugin ha. TSLin. Mình để link code TypeScript Prettier để format code. Thì hiện tại mình thấy là Prettier là một trong những cái best formatter mình biết rồi. Cái plugin khác nhỉ, Git Ignore, thì mình để xem cái file Ignore nó dễ dàng hơn một xíu. Ok ha. Ngoài ra thì nó còn giới hạn cái việc sort nữa. Nếu mà những bạn mention những cái file hoặc là folder nào ở trong file gitignore thì ở trên VS Code sẽ không có tìm nữa, không tìm ở trên những folder nữa. Gitlens để support cho những bạn sử dụng Git, thì mình sử dụng Git thường xuyên, thế chính vì vậy nên mình rất là thích Gitlens. Ngoài ra thì có Better Comments, thì không biết là các bạn có hay sử dụng comment ở code không, nhưng mình thường xuyên sử dụng comment ở code để mình biết được cái code này đang làm gì, bởi sau một thời gian thì mình quên luôn. Thì Better Comment là một trong những cái nó hỗ trợ cho việc comment tốt hơn. Các bạn có thể nhìn ở dưới cái hướng dẫn này. Thì Auto Rename Task hay là Auto Close Task để support cho những cái bạn front-end development. Hay Auto Import thì hỗ trợ cho mình import nó đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Ngoài ra thì trong quá trình mà development thì mình không thể nào mà không sử dụng tới Markdown. Thì mình sẽ hướng dẫn cho những bạn mà chưa biết Markdown là gì. Tuy nhiên là nếu các bạn sử dụng Markdown sẽ giúp cho các bạn document với note nhanh hơn rất là nhiều. Có formatting luôn ha. Thì mình sẽ sử dụng là Markdown để format, còn Markdown only one để preview. Ngoài ra mình sẽ xem những file dot environment nữa ha. Dot environment để mình nhìn nó màu mè với cho nó phân biệt cho nó dễ một xíu. Rồi đối với những bạn xài Vue.js thì mình cài Vitor, còn đối với những bạn React.js thì các bạn chắc cũng biết những cái nào mà nó phù hợp rồi đúng không? Tại vì mình cũng có làm React.js nhưng mà bây giờ hiện tại mình tập trung vào nhiều Vue.js nhiều hơn. Chính vì vậy mình sẽ không có recommend cái React.js plugin ở đây. Một cái plugin khác là Bracket Pair Colorize, tức là mình đóng mở để mình biết được đâu là đóng đâu là mở của một cái block á. Không thể thiếu.
VS Code thì rất là tốt rồi, nhưng mà nếu mà thiếu những cái plugin hay những extension ấy thì rất là thiệt, bởi vì khi mà các bạn có những cái plugin tốt thì sẽ speed up cái quá trình develop rất là nhiều. Ok, nếu mà bạn nào sử dụng GraphQL thì có thể cài GraphQL for VS Code hoặc là Debugger for Chrome, nhưng mà mình không có xài nhiều mấy cái đó. À, mình chỉ có xài GraphQL for VS Code thôi nha. Còn Debugger for Chrome thì không. Tiếp theo là các bạn sẽ set up cái configuration cho cái VS Code của mình ha. Đây mình sẽ có một cái vài cái configuration nó tiện để mình sẽ config như thế này. Ngoài ra các bạn có thể config lại theo ý các bạn nha. Thì mình sẽ sử dụng Prettier single quote nha. Mình recommend các bạn sử dụng single quote. Rồi ok, mình sẽ sử dụng Viter, mình GitLand, Prettier, TSLint, everything here. Các bạn có thể sửa đổi theo ý các bạn nha. Ở đây có một cái là render white space để các bạn nhìn thấy là space space luôn. Rất là dễ nhìn là bao nhiêu tab. Rồi, ok. Xong rồi khi mình nhớ, các bạn nhớ lưu lại nhé. Đối với lại môi trường Windows thì mình đang hướng dẫn các bạn Windows nha. Thì đối với Windows thì mình sẽ thêm một vài cái configuration này một xíu. Tức là mình sẽ khi mình mở cái terminal lên thì mình sẽ chuyển sang cái Windows Supply System nha. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn. Ok, mình sẽ append thêm cái configuration ở đây. Khi mà các bạn lưu vào nó sẽ tự động format. Rồi đấy, khi mà lưu xong tự động format tại mình có config ở trên. Ok, còn đây là mình sẽ config cho Hyper Terminal nha. Đó, quay lại cái Ubuntu thì hiện tại đã cài đặt xong, mình sẽ ra username and password nha. Rồi password thì các bạn ghi đơn giản thôi, ví dụ số 1 cũng được. Rồi enter reply. Rồi xong thì mình đã có environment, thì các bạn có thể coi như đây là một cái thằng Ubuntu server cũng được. Nếu các bạn xài Ubuntu server rồi thì có thể coi như là mình đang đang remote vô từ Windows, mình remote vô Ubuntu server để mình develop nha. Mình quay lại cái thằng Hyper Terminal để mình setup configuration một xíu. Tại vì các bạn nhìn thấy ở đây tức là user administrator. Còn đâu path là mình đang sử dụng là command line của Windows. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái how can I say? Mình sẽ sử dụng cái bash, tức là cái Ubuntu environment nhá. Thì mình sẽ quên mất rồi, edit preference. Mình không có sử dụng Windows nhiều nên mình không có nhớ các cái vị trí của các option lắm. Rồi mình sẽ kiếm xuống cái chỗ là cell. File next. File next. Ok. Mình không quen với cái này scroll lắm. Scroll lên, scroll xuống. Mình đang remote bằng Mac. Ok, cell đây rồi. Rồi mình sẽ gắn cái config vô ha, mình sẽ chọn tới cái dùng cái cell không phải là cmd.exe nữa, mà mình sẽ dùng Windows System 32 and then nó là bash.exe. Bash thì rất là nổi tiếng rồi nên là các bạn cũng có thể, nếu mà các bạn nào chưa biết thì có thể tìm hiểu sâu hơn một xíu về bash tool, command line tool ha. Rồi về cell environment thì mình sẽ đăng nhập vô trong cái thằng Ubuntu. Và sau đó mình sẽ sử dụng là gcell. Thì gcell là cái gì thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về gcell, cách cài đặt gcell và omai gcell. Gcell thì là một cái tool thay thế cho bash thôi, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn thêm nhé. Bây giờ mình sẽ lưu lại cái configuration đó rồi, nhưng mà lát nữa mình restart cái hyper sau. Bây giờ quay lại mình sẽ cài đặt một vài cái environment cho cái Ubuntu nha. Đầu tiên là mình sẽ check mình đang sử dụng bash. Path là bin bash nha. Một cái tool rất là nổi tiếng. Ok. Bây giờ mình sẽ cài gcell cho các bạn ha. Install gcell, các bạn có thể search Google là install gcell. Ok, sorry. Cái này nó hơi hơi khó một xíu. Mình quay lại, mình sẽ vào cái GitHub nha. Ok, official repository ở trên GitHub là bài omai gcell. Omai gcell là một cái pre-configuration cho gcell nhé. Mình sẽ xem hướng dẫn cài gcell. Ở đây có hướng dẫn luôn rồi. Mình sẽ app install gcell.
Wow, ok. Sorry, mình nên dùng sudo nha. App install GCL, bởi vì nếu mà mình sử dụng cái normal user thì mình không có quyền, nên mình phải sử dụng super user. Cái này nó cũng thách tham một xíu. Thứ nhất là tốc độ mạng, cái thứ hai là tốc độ của máy và tốc độ đọc ghi của ổ cứng nữa. Rồi hình như là cài đặt à chưa, mình sẽ chờ nó tải ra. Nếu các bạn dùng GCell thì các bạn sẽ được hỗ trợ thêm nhiều những cái tool khác, những cái tool khác tốt hơn là cái thằng Bash. Để mà nói ở đây thì rất là khó, nên các bạn thì cố gắng search Google xem GCell là gì, GCell hỗ trợ được những cái gì, GCell khác với lại Bash như thế nào nha. Còn ở đây mình chỉ hướng dẫn ấy thôi. Ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn là làm cài đặt GCell, rồi cài đặt ở máy GCell, sau đó thì đép ở trên môi trường Ubuntu thôi nha. Mình đã cài xong GCell rồi, mình chắc mình check lại một xíu xem mình đã cài GCell chưa ha. Check thì cũng đơn giản thôi đấy, mình gõ lệnh GCell version, check version, ok. Rồi sao mình không gõ được nhỉ? À ok, mình focus vào cái terminal trước nha. Hiện tại mình đang dùng cái terminal mặc định của Ubuntu sau khi mà cài xong. Mình vẫn chưa có cài rồi ok được rồi. GCell version, có lẽ là cái bàn phím nó hơi bị tắc một xíu. Mình đang sử dụng GCell version 5.4.2 dành cho Ubuntu Linux nha, một cái distro của Linux. Rồi ok, mình sẽ change từ cái cell mặc định sang GCell nha. Đó là mặc định mình dùng bash. Còn bây giờ mình sẽ change sang sử dụng là GCell. Ok. GCell hiện tại nó đang cài user bin GCell. Ok ha. À, mình sẽ chuyển qua GCell, nhưng mà hiện tại mình chưa có configuration gì cả, thì chắc là để mình config một vài cái cho GCell nha. Nếu mà chưa có config thì nhìn nó kinh vậy. Nó chỉ có một trắng đen vậy thôi, nó cũng hơi hơi khó. Thì quay lại một xíu, mình muốn làm cái terminal của mình nó màu mè hơn một xíu, có highlight, có auto suggestion. Thì ok để xem. Hình như ok, mình cài Omai GCell trước. Thì mình các bạn có thể đọc description, đây chính là cái configuration, những cái best practice cho GCell. Ok, mình sẽ dùng WeChat nha. Nếu mà các bạn nào mà đã xài CUAL rồi thì có thể sử dụng luôn. Curve, đôi khi mình đọc là Curve, đôi khi mình đọc là CUAL. Ok, hỏi có muốn set GCell làm mặc định không? Ok. Enter password xong. Sau khi mình cài Omai GCell xong, mình sẽ được cái terminal nhìn nó khác một xíu. Tuy nhiên rằng mình sẽ đổi lại cái configuration một xíu nha, mình sẽ dùng cái template khác. Thì .gcell rc thì chính là cái file configuration nha. Mình sẽ đổi cái template theme ở đây. Cái theme mình sử dụng sẽ là Bira, một cái theme rất là nổi tiếng được một anh bạn người Nhật giới thiệu. Gcell, ok. Sau khi mà apply template xong, sort, mình sẽ được một cái terminal như này. Rồi, mình sẽ tắt terminal đi, mình sẽ mở bằng hyper nha. Oh, wow. Đây là khi mình mở lại thì nó vào thẳng GCell luôn. Mình đã không dùng bash nữa, mà dùng GCell. Mình đang ở home, username là lực nha. Ok, mình quay lại cái hyper terminal, mình lưu lại configuration, mình thoát configuration, mình mở lại hyper nha. Để xem là nó còn sử dụng cái CMD của Windows nữa hay không, hay là nó chuyển qua cái terminal của Ubuntu. Close, ok, close luôn, cái này cũng được. Hyper, ok, đó thì các bạn thấy là nó đang mở cái terminal của Ubuntu rồi nhá. Lúc này đang remote vào Ubuntu luôn. Mình sẽ về thư mục home, cái mong muốn là thư mục home. Nhưng mà không nhớ chính xác configuration là gì nên thôi mình cứ cd home nha. Ok, như vậy là mình đã xong được bước đầu tiên là cài VS Code và Hyper Terminal nha. Thì mình cài thêm một số cái plugin nữa. Mình check lại xem plugin đâu. Hình như nó ở bên chỗ GCell Repo sao. Mình qua cái GCell Repo nha. Ok.
OK, GCL user là tất cả những cái này dành cho như là user contribute sao? Mình sẽ cài auto suggestion với lại syntax highlighting. Đó, syntax highlighting. Như OK, mình cài auto suggestion nữa thì các bạn có thể xem nhiều cái plugin khác nhau. Các bạn cài Docker thì có thể xem cái phần Docker config nha. Trước tiên là mình cài auto suggestion đó, kéo xuống xem phần install ở đâu. Nhỏ lắm, mình cũng rất là lười đọc, nhưng các bạn nào chăm chỉ có thể đọc hơn kỹ hơn một xíu về GCL auto suggestion nha. OK, mình qua phần install. Copy. Clone, mình clone, thực ra là mình đang clone cái repo lại về local ấy. Rồi, có thể thấy là oh my GCL. Rồi, mình sẽ vào trong cái file configuration và apply cái thằng GCL auto suggestion plugins nha. Wow, where and the configuration file. Ở bên chỗ mà configuration file là GCL AC. Đúng rồi, mình vào đây. Mình sẽ kéo xuống, nếu mà các bạn sử dụng Vim ấy. Wow. Mình đang sử dụng màn hình rất là to nên mình kéo rộng một xíu. Mình sẽ search cái phần mà plugins nha. Next, OK. Move xuống đây nha, move xuống đây nha. Mình go to end được. Rồi mình append thêm một cái là auto suggestion nha. Cái này không dùng quen cái bàn phím ở đây, hơi khó. Nó thêm GCL nữa, sorry. Không phải auto suggestion không mà thêm phần GCL đằng trước nữa. Đúng rồi, GCL auto suggestion. Ngoài ra mình sẽ thêm một cái phần configuration của syntax highlighting. Lát thẻ sau, bây giờ mình add cái configuration trước. Đó là GCL syntax highlighting. Install, that's right. Kéo xuống một xíu. Wow. Đúng rồi, syntax highlighting here. Mình copy, mình paste vô là xong nha. Nó cũng đơn giản, không có phức tạp. Cho mình lưu lại thoát, lưu và thoát nha. Cho nó mình cài lại cái plugin này. Không sao, cài trước, add configuration sau cũng được. Mà add configuration trước rồi cài sau cũng được. Miễn là mình apply cho nó đúng. OK, sau khi mình xong rồi mình apply cái change gì nha. À, mình quên mất mình chưa cài Ubuntu, cài Node.js. Nãy giờ quên luôn. Install Node Curve CC URL trước. Cài rồi. Cái bản 18.04 này cài sẵn luôn à. OK, mình sẽ setup bản Node.js version 10 nha, 10x nha. Các bạn có thể cài 11, 12, 13 gì đó tùy, nhưng mà mình recommend sử dụng bản 10, nó là long term support rồi. Nó được tắt là long term support nên nó sẽ stable hơn rất là nhiều cho những cái bản khác. Những bản khác là experimental, tức là bản thử nghiệm. OK, mình chọn một xíu, sau đó mình sẽ install Node.js nha. Chưa xong, chờ một tí xíu. Wow. Cái mạng hơi kỳ một xíu. À, hồi nãy mình có chạy install Docker desktop. Mình tải Docker về rồi, mình chạy install ở trên Windows, cài Windows rồi. Hiện tại đang cài Docker trên Windows nha. Thì sau khi cài Docker Windows xong, mình sẽ link với lại môi trường Ubuntu để mình chạy. Ủa, nhưng mà hình như là cái này không có cài được trên môi trường ảo hay sao đấy. Mình phải cài trên máy thật. Nếu mà các bạn nào gặp lỗi thì cứ nhắn cho mình biết nha, để mình xem, mình check giúp. Hiện tại mình đang cài trên máy ảo, là trên Azure, nên là mình không sure là nó có thể chạy được Docker. Tuy nhiên là đối với máy thật thì chắc chắn là được thôi. Tại mình bên công ty của mình có vài bạn đang xài Windows, Docker Desktop và Link với lại Ubuntu Environment. OK ha. Mình quay lại.
mình quay lại hàng VS Code, mình cài thêm một cái là remote WSL. WSL là Windows Sub Linux, Subsystem for Linux. Mình install vào nha. Các bạn có thể đọc thêm một vài cái description ở đây, cái detail đó. Đây là cái detail hướng dẫn. Rất nhiều cái feature khác nhau. Nó đơn giản là như thế này, tức là mình sử dụng VS Code ở trên Windows, thế nhưng mình sửa code ở trong Ubuntu environment. Nha. Hold on, mình chờ một xíu. Mình quay lại xem cái đã xong. Setup xong cái repo thôi chứ chưa cài đặt xong ấy, chưa cài đặt xong nốt. Mình phải cần phải cài đặt nốt nữa. Ok, mình sẽ tạo cái thư mục là project để lưu những cái project ở thư mục home nha. Home project. Đây mình sẽ vào home project nha. Clear. Ok. Mình xem cái đường dẫn nó. PWD là print working directory. Thế mình đang ở directory là home lực rồi project. Lát nữa mình sẽ tạo thử một vài cái project hoặc là mình clone project về nhé. Chưa cài nốt. Bây giờ mình cần phải cài nốt chế hết. Hồi nãy mới chỉ add cái repo vô thôi. Rồi bây giờ install nốt chế hết. Accept nhé. Vài phút thôi, không mất thời gian. Khi mà cài toàn bộ cái environment nó take time nó khoảng tầm 30 phút. Các bạn cứ follow cái video của mình là cài ngon, không vấn đề gì cả. Mình thì không khoái Windows lắm, mình thích hoặc là Linux hoặc là mình thích Mac OS vậy à, chứ không có thích Windows. Thực ra thì Windows thì mình cũng có máy của vợ, nó cũng không có mạnh lắm. Nhưng mà mình có thể cài mình có bản quyền luôn, mình mua bản quyền luôn. Thì các bạn thích thì cứ xài Windows, nhưng mà nhớ trả tiền bản quyền nha, không có cao lắm đâu. Rồi install Yarn. Install Yarn nha, hồi nãy mình có nốt rồi, bây giờ mình sẽ install Yarn nha. Yarn thì lúc này không phải là Windows nha, tại vì mình đang sử dụng môi trường Ubuntu. Nhớ là Ubuntu nha. Windows là chỉ hỗ trợ cho mình những cái graphic UI thôi. Hỗ trợ cho mình mở vài cái Windows, vài cửa sổ, ví dụ như là VS Code hay là ấy. Thì đây là chính là Hyper Terminal. Thì đối với Hyper Terminal thì mình có thể mở được nhiều cái cửa sổ trên cùng một cái Windows như thế này. Mình có thể chia ra vertical hoặc horizontally. Rồi mình sẽ add cái repo của Yarn vô. Add repo của Yarn, sau đó thì mình sẽ cài nha. Nhớ chờ cho nốt cài xong thì mới cài Yarn nha, chứ không ra lỗi ấy. Bởi vì đối với tôi thì không có thể cài hai, không phải chạy hai cái process install cùng lúc được. Đòi nốt mình cài xong kìa. Quick Yarn. Rồi install Yarn nha. Rồi sau khi mà install Yarn xong thì mình sẽ check lại. Mình ấn cài đặt Yarn bắt đầu thôi. Remove bớt cái node module với lại Yarn lock ở trong thư mục home nha. Thế ra mình cài xong mình chỉ cần check cái version là được. Ok. Wow, bây giờ là cái gì tiếp ha? Có node rồi, có Yarn rồi thì nó cũng đủ để development rồi. Đây là cái thằng Docker, mình quay lại Docker xem ok chưa. Close and restart. Ok, close restart luôn. Cũng được. Còn gì nữa không ta? Node.js, Yarn, VS Code. Ok, lát nữa restart cũng được. Bây giờ mình sẽ tạo cho một cái, các bạn, hướng dẫn các bạn tạo một cái project Node.js Hello World. Sau đó mình chạy thử đối với cái môi trường mình vừa cài đặt nha. Mình đang chạy trên Ubuntu nha, không phải Windows nha. Check lại một xíu. Clear đi. Không hiểu sao. Thôi dùng clear cho dễ. Rồi, không có cái thư mục gì ở đây. Mình đang ở Hello World rồi. Rồi mình sẽ chạy Yarn init hoặc là npm init được. Cái tên là Hello World.
version mình tag là 0.1.0 index repository github.com. Rồi. Đây là public project nha. Sau khi mà init xong thì các bạn sẽ thấy được một cái file packet. Sau bây giờ mình sẽ tạo file index.js nha. Rồi index.js mình sẽ viết một vài thứ trong đây, ví dụ cancel log hello world, rất easy. Easy xong mình sẽ cái là rồi chạy node index thì mình sẽ thấy là cái tag là hello world. Mình sẽ xem cái file packet nhé. Đây có thông tin hồi nãy mình init đấy. Giờ mình sẽ add thêm cái script là yarn serve hoặc yarn start hay gì đó. Script serve hoặc start thì mình thích dùng serve hơn. Mình chạy cái server ấy. Wow, mất tab mất rồi. Mình đang sử dụng Vim Editor. Serve thì mình sẽ chạy là node rồi file index.js. Nốt thì giống như các bạn gọi nãy đấy, là nốt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái là cái nốt mon để watch và run cái file JavaScript nha. Mình check xem cái global ở đâu nào. Ok, cái file yarn global ở đây thì mình sẽ add thêm một cái gọi là nốt mon. Thì nếu mà bạn nào sử dụng nốt thì nên biết cái này. Thời gian serve thì nó y chang hồi nãy thôi. Watch. Nhưng mà ở khác ở đây là mình sẽ mở editor ra nha. Mình sẽ thay đổi một vài nội dung thì nó sẽ tự động nó watch cái changes rồi nó chạy lại luôn nha. Nó restart lại cái node nè. Mình đổi là hello lực đi. Lưu lại. Lưu lại. Rồi đấy. Thì các bạn sẽ thấy là nó thay đổi. Chết rồi. Ok, hồi nãy mình có thay đổi một xíu thì các bạn thấy là nó restart lại cái node server rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ thử thêm một vài cái nữa. Ví dụ mình define cái biến A là equal 1 nha. Ok, bằng 1 nha. Rồi biến B mình sẽ bằng 2. Rồi mình sẽ in ra cái sum của A và B nha. A cộng B, ok. Sau khi mình lưu lại cái file index thì các bạn sẽ thấy là nó in ra là cái dòng chữ là cancel 3, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở các bạn. Hồi nãy mình, các bạn có nhớ không? Hồi nãy mình có một cái khi mà mình cài đặt VS Code đấy, thì mình có một cái chỗ mình nói rằng install CodePath đấy, thì chính là cái chỗ này này. Mình gõ code chấm xuyệt có nghĩa là mình mở cái thư mục Hello World ở vị trí hiện tại. Mở thư mục ở vị trí hiện tại này ở trong VS Code thì các bạn chờ một xíu. Đây là lần đầu tiên nó sẽ cài đặt thôi, còn sau khi nó không chạy lâu như vậy đâu. Ok, đây là lần đầu tiên thôi. Thì các bạn nhìn này, nó sẽ mở thư mục Hello World. Các bạn thấy là đắp SL Ubuntu không? Là ok, tức là đang mở code ở trong Ubuntu ấy. Thì mình sẽ thấy được cái file index.js hay package.json nha. Rồi, ok. Đóng cái welcome này, các bạn mở index.js thì các bạn thấy đây là cái dòng code mình vừa edit nhé. Hồi nãy mình mở Vim Editor, bây giờ mở code. Rồi mình đóng hết đi, mở lại thử nhé. Rồi mình chờ một xíu. Rồi đây thì mình sẽ thấy được nó mở lên luôn. Và hồi nãy mình mở file index.js thì bây giờ nó lại có lại. Okay, again ha. Mình thay vì mình mở là cái relative path, bây giờ mình có thể mở full path này luôn này. Vẫn là relative path nhé, dấu ngã thay cho là home. Rồi ok. Đó, mình mở được rồi ấy. Mình chạy yarn serve nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thử thay đổi code ở trong này nhé. Mình thay đổi code ở trong này cho mình xem nó thay đổi console ra sao. Đó, result 3. Rồi, thấy hay không? Rồi, mình cộng thêm 10 nữa thử, cộng 1 thử 4.
Cũng rất là tuyệt vời đúng không? Mình edit thì ở trên Windows, thế nhưng mà code execution thì nó chạy ở Ubuntu. Thì đây là một trong những cái mà mình suggest các bạn, recommend các bạn sử dụng nha, chứ mình không có recommend các bạn sử dụng Ubuntu Node.js ở trên Windows đâu. Mình restart lại một xíu. Sau khi restart xong mình có thể thấy là có Hyper và VS Code. Thì đây là toàn bộ những cái mà mình muốn hướng dẫn các bạn sử dụng. Mở mở lại Docker Desktop một xíu. Mình chưa chắc là được đâu, có thể nó sẽ bị lỗi ấy. Ok, mở lại Hyper và mở lại VS Code. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái example khác để mình test lại cái environment của mình xem có work ok không nha. Environment thì mình sẽ đã develop nó chết, mình có những cái gì nào: VS Code, Hyper Terminal để chạy command line, Ubuntu, Windows Subnet System. Ok, mình thử mở lại bằng code nha. Sẽ mở VS Code ra cho mình này, rất là tiện, thì mình rất là thích cái này. Nói vậy thôi chứ mình cũng hay dùng khi mà edit bình thường mình hay dùng Vim lắm. Chỉ là lúc nào mà buồn buồn chán chán mà nhiều cần xem review nhiều thì mình mở VS Code cho tiện hơn thôi. Mình thích dùng dùng ấy hơn. Ok, xem nào, mình chắc mình zoom lại nhỏ thì các bạn cố gắng có thể những cái màn hình các bạn Full HD thì nó sẽ nhìn khó hơn một xíu, thì rất là xin lỗi các bạn. Còn mình đang sử dụng màn hình khá là to, 3K mấy, 383 kìa, 2160, 4K luôn, quá to, rất là xin lỗi. À đây, mình mở Docker đây, Docker Desktop ra đây, thì nó bị lỗi. À, cái lỗi này mình nghi là do cái thằng Hyper-V Configuration đó không có được. Mình chưa thử cài ở trên, tức là máy ảo trong máy ảo ấy, không được thì nó cũng đúng thôi, không có gì cả. Ok, bỏ qua đi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy một cái simple khác nha, một cái example khác, đó chính là xem nào. Mình có một cái modular boilerplate, tức là một cái project Node.js develop theo kiến trúc microservice và sử dụng framework modular JS nhé. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm Modular Boilerplate nha, Work in Progress. WIP nghĩa là vậy, Work in Progress. Thì các bạn nào có thể contribute giúp mình nha. Ok, mình sẽ clone cái project này về thư mục project nha. Mình còn không biết dán ra làm sao nữa. Ok, chờ mình một xíu. Ok, dán được rồi ấy. Thật ra là mình không có quen với lại cái terminal trên Windows, cái phím hơi khác xíu. Mình hay dùng phím phím command, ở bên này dùng phím control. Mình dán không có được, mình phải dùng, nói chung là hơi khó một xíu, các bạn thông cảm. Ok, sau khi mình clone về thì mình mở cái project ra, cũng dùng cái command là ấy nha. Alo. Rồi, ok. Mình sẽ check lại qua cái project một xíu. Package. Kiến trúc nó cũng khá đơn giản thôi, các bạn có thể playground một xíu. Chắc là mình mở rộng hết ra nha, mình rộng hết cỡ nha. Các bạn, mình để mình zoom lên cái màn hình mình nó hơi 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 to, các bạn thông cảm. Rồi, ok, mình có thêm một backend. Thực ra cái package backend chạy backend nha. Rồi. Cái package khác trong này có middleware, mình chỉ cần playground một xíu xong mình sẽ chạy cho các bạn xem thử nha. Ok, có ba package backend, có cả package frontend, có package model types and docs. Ok, mình nhắn sơ nhắn đầu tiên là install các cái dependency của cái project này nha. Cái này là có sẵn rồi, các bạn chỉ có lấy về các bạn chạy thử thôi, các bạn develop thử dựa trên cái boilerplate này thôi. Hiện tại thì mình chưa có xong cái boilerplate này, thì cũng đang cần một vài bạn là contribute. Thực ra cái này mình làm open source nha, mình cũng contribute cho community thôi, nên các bạn nào mà contribute được thì tốt quá. Hiện tại author của Modular JS Framework cũng đang follow cái này, bởi vì cái template mặc định của TypeScript ấy, ở bên của Modular,
JS Framework sử dụng TypeScript thì nó không có được ok cho lắm. Nên mình contribute cái project này. Hiện tại cái boilerplate này mình cũng có sử dụng, cái kiến trúc này mình sẽ sử dụng ở trong một cái project, cũng vài project trong một project, vài cái enterprise project rồi. Đây là ví dụ về một cái health check middleware. Trong lúc chờ thì mình đi vòng vòng một xíu xem có gì ha. Đây là file config, mình config vài cái thì ok để mà chạy được ấy. Tại vì hồi nãy Docker không có chạy nên là mình không cài đặt được Redis, mình không chạy Redis local được, mình cũng không có chạy Redis catcher ấy, mình cũng không có chạy JSON hay một vài cái khác được, nên chắc mình uncomment ha. Mình sẽ ok, hold on, where ok, transporter here, mình không có dùng transporter, mình sẽ dùng memory thôi. Và mình sẽ không có dùng catcher ở đây, tại vì mình không có cài đặt được Redis. Scroll up để mình check thử xem một xíu nha. Ok. Đọc cái configuration này cũng không quá khó, các bạn nên trang chủ có molecular.js là molecular.service. Thì các bạn có thể đọc document trên đấy. Những bạn nào mà biết rồi thì ok, không sao. Mình sửa lại một xíu, nó bị sai xíu nhé. Ok. Mình quay lại xem install xong chưa nhỉ? Hãy install xong rồi, install dependency xong rồi này. Mình chạy YarnServ nha. Rồi, hello. Rồi, chạy cũng rất là nhanh thôi. Đấy, mình đã tạo xong cái hàng server side rồi này. Phần backend. Mình check lại thử nha. Mình check lại mình có... Ok, và cái action, chưa có action nào hả? Mình code thử một cái action nhé. Mình code thử một cái function hello nào đó ở trên này để mình chạy trên web nhé. Ok. Hold on. Vào thêm một service. Đây là cách mình tổ chức code nha. Mình có thêm một service, trong đó mình sẽ có user, tức là user service và API gateway service. Đây là API gateway service nha. Thì mấy basic thôi. Đây là route, config route. Thì mình sẽ add thêm một cái route nữa nha. Mình đang có login route, authentication login, body parser là JSON. Mình add thêm một path nữa. Cái path ở đây chính là ví dụ như là domain.com / API / hello alias is hello get, method là get nhé. Define cũng khá là dễ đúng không? Tức là như này là API / hello / hello nữa đấy. Ok. Rồi mình sử dụng cái body parser là JSON. Cái này mình đang làm hơi sai một xíu, đúng ra mình phải là global configuration chứ không phải từ theo từng path một, nhưng mà tại mình đã như vậy bởi vì là mình chỉ có API authent thôi, còn lại những cái khác mình sẽ dùng grab kéo hết à. Ok, ở đây mình sẽ add thêm một cái action bởi vì mình đang route vô cái thằng service user. Rồi cái method là hello nên mình sẽ tạo ra một cái action có tên là hello. Mình sử dụng là decorator nha, molecular decorator. Rồi cái action là hello, trong này cái param inject vô là context nha. Context. Rồi ok. Mình có custom lại context này một xíu. Ok. Sau mình sẽ lấy cái param có tên là name từ trong context.params. Cái cú pháp rất là đơn giản đúng không? Sau khi mình lấy được rồi mình sẽ return ra một cái string. Return ra một string là hello, mình sẽ dùng string literal, hello name. Good, that's great. Ok, như thế là xong rồi, bây giờ mình quay lại, mình restart cái server, mình check nha. Có hot reload nhưng mà mình chưa có test thử cái chỗ mà configuration path, nên mình cứ restart lại một xíu. Đã rất là nhanh, đó, xong rồi đó. Mình sử dụng GraphQL nên các bạn sẽ nhìn thấy GraphQL server is available at GraphQL nha. Mình con thử ở dưới terminal này. Thực ra khi mà sử dụng cái modular framework thì nó hỗ trợ những cái terminal như thế này. Call user.hello tức là service user mà action là hello. Param nha. Name lực dương, bây giờ mình test thử ở trên web nha. API, call API nha. 3000 hiện tại đang chạy port 3000. API sẽ hello. Not found. Wow, để mình check lại một xíu. Hình như hồi nãy là mình search hello nữa. Hỏi chấm đêm. Ok, không có đâu.
sorry, mình sửa vào, mình sửa lại cái service một xíu nha, chỗ raw configuration đấy. Ok, quay lại một xíu, hold on, bên route, ok, chỗ này get API, set hello, nếu mình để get hello nó sẽ là set hello thêm một lần nữa, thôi okay, mình không có thích set hello thêm lần nữa, mình để set không thôi, tức là set API, set hello là được rồi. Ok, mình restart lại này một xíu nha. Nếu mà sửa những cái service bình thường thì mình không cần restart đâu, không phải chạy lại Yanser backend đâu, mình chỉ nó sẽ hot reload luôn, giống như NodeMon hồi nãy này. Ok, that's great, mình đã có API set hello rồi này, mình đang point tới service user. Đó, refresh lại mình sẽ thấy mình đổi lại cái param một xíu nha. Name là you chẳng hạn đi. Ok, refresh lại hello you, các bạn thấy rồi đúng không? Thì đó là mình đã hướng dẫn các bạn cách setup environment ở trên Windows và sử dụng là Windows Subliner System. Ok.